Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Siêu phẩm Kawasaki Kip hồi sinh trên đất Việt. Cái chiếc Kawasaki Kip vốn là một cái dòng hai thì rất ít người chơi Việt Nam vì mức giá đắt đỏ, độ khan hiếm phụ tùng của nó. Chính vì những phụ tùng khó tìm nên việc phục dựng một chiếc xe càng trở nên khó khăn hơn nhiều. Nhưng anh Linh đã làm được điều đó. Anh ta đã thu nhặt từng chi tiết nhỏ nhất để phục sinh cái huyền thoại Kawasaki Kip. Ở những chiếc Kawasaki Kip đã có rất nhiều chi tiết được anh ta thay mới bằng những món đồ chơi hiện đại bậc nhất để mang đến hiệu năng ứng dụng tuyệt vời hơn cái đồ sim. Điển hình như cụm thắng Rainbow Blitz, mẫu cụm thắng mức giá hơn 10 triệu đồng, hãng sẽ mang tính khả năng bất thắng yêu diệu. Dòng của nó được chứa bởi bình dầu Rainbow khối đi cùng với cái nắp dầu Island nổi bật. Thao tác bóp con chuyển số trở nên mượt mà, thì mãi hơn bao giờ hết. Chính nhờ vào cụm con Rainbow Kinhen, một cái dòng sản phẩm là hợp tác giữa Rainbow và tập đoàn Kinhen của Nhật Bản. Chơi đồ thắng Mỹ thì nó trông rất là sắc sảo, còn nhìn liên lạc chiếc cụm thắng Rainbow Blitz ở bên kia. Cái nắp xăng nguyên thủy nay được thay mới bằng nắp xăng đồ chơi, đến từ hãng là KTM. Ở giữa cái nền da màu xám của cái chiếc bình xăng cùng với cái chiếc nắp xăng CNC đã trở nên thành một cái điểm nhấn, tăng thêm cái sự lịch lãm, cứng cáp hơn cho xe. Cái thứ cuốn hút nhất bản đồ hôm nay chính là đĩa thắng được làm bằng titan. Khi chạy càng lâu, đĩa thắng sẽ có khả năng thắng tốt hơn với những cái đĩa thắng thép thông thường ở tính tản nhiệt tốt. Cái con thép Rainbow Blitz 4 bit bên cạnh nó cũng đã góp phần rất lớn trong hiệu quả thắng của con xe. Hiện tại đang được rất nhiều anh em chia sẻ yêu thích bởi cái vẻ ngoài đẹp mắt cùng với cái sự sắc nét. Và đây chúng ta đang thấy có động cơ 2 thì 150cc của con xe. Dù có dung tích nhỏ nhưng nó phải đạt được công suất lên tới gần là 30 hp khi ở trạng thái sim hoàn toàn. Nhưng với một cái cây bô lực hơn thì chắc chắn công suất thật sự con xe nhiều hơn thông số kể trên. Cái dàn chân sau được điều khiển bởi bên đập Rainbow và dầu rời. Cái thế bắt nằm ngang của nó đã làm cho tổng thân chiếc xe lạ lùng độc đáo hơn. Bình dầu sau còn có chiếc nắp Allen liền lạc với phía trước. Cái hèo thắng sau là cái dòng Rainbow Blitz nhưng là phiên bản chỉ có 2 bit tới xứng, mức giá khoảng hơn 10 triệu đồng. Cái cặp niên trên xe giá trị không kém, đến từ xứ Tây Ban Nha. Cái cặp niên có tên là Aron Boras, mức giá Việt Nam rơi vào tầm khoảng là hơn 15 củ. Cây bô DBS trên chiếc xe ngoại hình là bằng carbon hào nhỏ, bên cạnh âm thanh của nó thì cũng vô cùng hùng hổ quy lực. Nếu so với những dòng như AM, Giga hay Aros thì những anh em chơi hay Việt Nam thường thích cái hãng là DBS nhiều hơn vì mức giá hợp lý, chất lượng không thua kém gì những hộp kể trên. Nhìn vào con xe ai cũng thấy đơn giản, nhiều anh em vẫn chưa hiểu được cần phải bỏ bao nhiêu cái kinh phí, thời gian thì mới có thể dọn ra một cái chiếc xe như thế này. Đây quả thật là một cái chiếc xe đầy tâm huyết và chất lượng. BZ 110 độ rác với lọc đồ chơi mang cho mình góc cạnh công nghệ. Được rất nhiều ưu chuộng ở bên Hà Lan nên cũng vì vậy mà chiếc xe được nhiều tín đồ chia sẻ ở đây để phục dựng những cái niềm đam mê của mình bằng những bản độ đậm chất thể thao và cá tính. Điển hình là con BZ 110 độ dưới đây. Một cái tay độ chế đã nâng tầm cái con xe này bằng những món đồ chơi hàng hiệu. Quét cho mình một bộ cánh khiến người xem bắt mắt với kèm màu xanh dương. Bên cạnh đó con chiến mã được mang phong cách rác với lọc đồ chơi chuyển mà chúng ta cùng sẽ nghe. Phần đầu nhẹ nhàng thôi với cặp thắng Rainbow bình dầu rời. Cái kính chân do phía trước rất phong cách khi người chủ đã dán mặt một loạt logo các hiệu đồ chơi tên tuổi. Khá hài hước, đáng yêu chiếc bình dầu Allen ở hai bên tay lái. Bên cạnh là bằng kia đông trần, trợ lực trung tâm để đến từ Hordin, vừa tăng độ kiển vừa cho xe thêm chút ổn định tối ưu ở ngưỡng độ cao. Cái giảm xuống sau bên S bình dầu cho những êm ái hơn cũng như tăng độ cứng cáp hơn cho xe. Cái dàn chân mỏng manh phong cách rust, miền dơm vô cù siêu mỏng cứng cáp. Hệ thống phanh và lái trước được nâng cấp để ổn định tốt hơn với đĩa đồ chơi kết hợp cùng con hẹp Rainbow. Tiếp đến bộ lọc gió được đo bằng cái đồng hồ áp suất đã phía bên trong. Phía bên ngoài là lớp kính trong suốt được kín chặt bằng ốc vàng bự nhì. Bản độ cực chất đến từ Baker nước bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Đừng quên nhấn like, subscribe.